Thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả, hòa chung đà phát triển của đất nước, huyện Bình Xuyên ngày nay đang dần đổi thay và phát triển. Những nhà máy, các khu công nghiệp mọc lên, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, hướng đến đô thị hóa, hiện đại hóa. Nhưng dù vậy, Bình Xuyên vẫn giữ trong mình những nét đẹp giá trị truyền thống, những con người mộc mạc, chân chất, những cảnh đẹp nên thơ, những làng nghề truyền thống vẫn còn được gìn giữ mãi mãi đến mai sau. Sau đây, xin mời quý vị khán giả cùng đến với bài hát Về Bình Xuyên, sáng tác Trần Hoàn do Thanh Loan, Thu Thủy và Tốp Múa biểu diễn. Xin kính mời. Về thăm quê Bình Xuyên sáng nay, tôi bâng khuâng trước cảnh đổi thay, càng ngắm càng yêu nhà máy tươi màu xanh làng thì nhớ. Đường vừa đưa ta đi khắp nơi, từ đồng chiếm đến tam đảo, hồ xạ hương gió nao sao mà lòng ta như sắm căn đào. Làng Tân Phong còn in dấu băng để ngắm quê sâu rung chia, làng Hương Sơn còn in dấu bên cánh mang về dân chúng ta đi. Đây Hương Canh, đây Thanh Loan, những làng nghề đã vào thương dân. Đây Ba Yên, đây Tam Hợp, đẹp như tranh ruộng lúa tươi màu. Từ Minh Quang đôi chúng mi, gió thì rào qua đôi trẻ xanh, và Bình Xuyên đã Bình Xuyên.